Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì Hoa Lan Hà Nội xin giới thiệu cho mọi người một sản phẩm vô cùng hot mà mọi người luôn luôn hỏi, đó là lan hồ điệp mãn thiên hồng nhé. Hôm nay thì em sẽ có rất là nhiều cái dòng cây như này cho mọi người. Đó, được chưa? Cả một giường như thế này, ok, rất là nhiều nhé. Cây này thì là cây đang vòi hoa Tết cho em, ok chưa các bác? Đó, mỗi một cây như này là một vòi hoa nhé. Dòng mãn thiên hồng này hoa rất bền, rất sai. Và cái dòng này cho em ý thì nó rất lâu tàn, ok chưa ạ? Phân nhánh. Đó, hôm nay em sẽ có các màu cho mọi người lựa chọn nhá. Có các màu mã này. Đấy, về mình có thể để cho em ra những cái chậu chậu dừa, gáo dừa như này rất là đẹp này, ok chưa? Em có màu mãn phỉ thúy này, được chưa? Mãn cam chớp này, được chưa? Mãn tím này, mãn vàng này, mãn trắng này, được chưa các bác? Đó, đây về cho em vào những cái chậu như này rất là đẹp luôn này. Đây là mình phương pháp trồng thủy canh nhá, ok chưa các bác? Đó, đây rất là nhiều màu này. Đây là màu mãn phỉ thúy này, mãn trắng và mãn tím này, rất là đẹp này. Mãn vàng chấm nhá. Đó, hôm nay em sale cho mọi người giá rất là rẻ luôn. Đấy, các dòng mãn, các màu hôm nay em bán cho mọi người về giá bao nhiêu ạ? 35.000 đồng một cốc, được chưa ạ? Và em có 10 màu hoa nhá. 35.000 đồng một cốc và có 10 màu hoa. Đây là dòng mãn mini phân nhánh hoa sai và độ bền rất là lớn, rất là cao cho em này, 3 đến 4 năm tháng, ok chưa? Đó, 3 đến 4 năm tháng cho em. Đây, rất là nhiều màu luôn. Đây. Màu vàng chấm này, được chưa? Đây là màu phỉ thúy này, màu trắng này, màu mãn tím này, được chưa các bác? Đó, màu mãn tím cho em đây. Màu mãn kẻ đây, kẻ hồng nhá, mãn kẻ hồng này, mãn trắng. Trắng nhị vàng này. Mãn màu cam này, được chưa? Mãn màu hồng này, mãn màu cam chớp này, mãn phỉ thúy cho em. Đây, rất là đẹp như này. Hôm nay em sale cho mọi người với giá 35.000 đồng một cốc thôi. Hàng đang vòi hoa Tết cho em nhá. Đang vòi hoa Tết cho em. Đây, có cái mãn đỏ này rất là đẹp luôn này. Ok chưa các bác? Đây. Đây là đỏ may mắn này. Đây là đỏ thẫm nhá. Đó. Đây là dòng mãn kẻ, ok chưa? Đó các bác. Đây. Mãn hồng phớt này, mãn cam kẻ này, ok chưa? Đây là mãn thiên hồng đấy ạ, mãn thiên hồng đây. Mãn thiên hồng cho vòi hoa rất là sai và độ bền rất là lớn cho em đây. Mãn thiên hồng một vòi hoa ra rất nhiều nhánh như này cho em nhé. Hôm nay em sale cho mọi người với giá bao nhiêu? Có mới 35.000 đồng một cốc thôi, được chưa ạ? 35.000 đồng một cốc thôi. 35.000 đồng một cốc. Và phí ship toàn quốc cho em một đơn hàng là 40.000 đồng nhá. Phí ship cho em một đơn hàng đây. Các dòng mãn rất là khỏe cho em như này, ok chưa? Mãn khỏe, phân nhánh nhá. Đó, đang lên vòi hoa và đây là hoa chuẩn Tết cho em, ok chưa? Có đủ các màu cho các bác lựa chọn này. Em có khoảng 10 mặt hoa nhá. Đây, mãn hồng đây ạ. Mãn hồng đây cho em này. Mãn phỉ thúy này. Mãn cam chớp này. Mãn vàng nhị trắng này, ok chưa các bác? Đó. Đây, cách trồng rất là đơn giản cho em, bó bầu rêu hoặc là đây có cái màu này rất là đẹp luôn này. Ok chưa các bác? Đấy, nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn nhé, em có đủ 10 màu hoa nhá. Đấy, em đang cho mọi người xem từng màu hoa một đây. Rất là đẹp như này cho em, ok chưa? Đó, được chưa ạ? Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn nhá. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106 hoặc số điện thoại 0974702106 nhé. Vườn Lan nhà em ở Đan Phượng, Hà Nội mọi người nhé. Đấy, mọi người chỉ cần để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline cho em là có đơn hàng, ok chưa các bác? Đó, đấy, đây 35.000 đồng một cốc thôi. Nhanh tay để lại số điện thoại là có đơn hàng. Đây, đây là các dòng mãn hôm nay nhà em sưu tầm về để bán cho các bác. Các bác mỗi người lấy một màu một cây là rất là đẹp luôn nhé.